bãi các con mẹ mới là. Mẹ là tất cả về luôn ba, là chiều về muộn con ai đón. Ba cứ lai rai bỏ việc nhà, hồi trẻ mẹ thương ít khi la. Ba đi biển biệt tháng ngày xa, nuôi con mình mẹ lo toan cả. Khó nhọc bao nhiêu mẹ cũng qua. Ba biết lắng nghe mẹ bớt la, là rồi mẹ thấy càng thương ba. Lương tiền đâu đủ con đến lớp, bè bạn gần xa vẫn đậm đà. Đâu phải bỗng dưng mẹ thích la, khi cười nhìn thấy mẹ trẻ ra. Con muốn nhà ta luôn hoan hỷ, chớ có bao giờ để mẹ. Đâu phải các con mẹ mới là, mẹ là tất cả về luôn ba. Là chiều về muộn con ai đón. Ba cứ lai rai bỏ việc nhà, hồi trẻ mẹ thương ít khi la. Lời pháp lành thầy giảng lâu nay, lại mong diện kiến được ngài. Nay đã thọ nguyện những ngày ước mong, giờ thầy đó pháp tòa hiện diện, minh chứng cho Phật tử thành tâm. Đầu thành đảnh lễ kính xin thọ học giáo pháp cao minh của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm cung tịnh đại đức giảng sư.
ban cho chúng con lời pháp lành để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học cầu bản sanh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì cùng toàn thể chư ni tịnh xá đọc lời. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm thành tình của sư cô cùng toàn thể quý Phật tử dành cho chúng tôi trong buổi giảng tối đêm nay, và kính chúc cả toàn thể các vị trọn hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thật tình là sự hiện diện của các vị là niềm khích lệ rất lớn cho chúng tôi trong buổi giảng tối đêm nay. Vì vậy có những sự trục trặc gì mong các vị Phật tử niệm tình quan hỷ cho. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, thì trước khi chúng tôi đến đây, chúng tôi cũng được lời mời đồng thời nghe nhiều lời gửi gắm của các Phật tử ở nơi này, mong được cùng tiếp chuyện với chúng tôi trong buổi giảng tối đêm nay. Như vậy, mặc dù chúng ta chưa gặp trực tiếp với nhau trong một pháp hội như thế này, nhưng mà gián tiếp thì chúng tôi thiết nghĩ các vị chắc là biết chúng tôi cũng nhiều lắm, phải không? Ở đây các vị nào biết được qua băng đĩa được bao nhiêu người? Xin chân thành cảm ơn các vị. Hèn chi tôi có cảm giác tôi nhìn thấy ai cũng quen hết mà không biết làm sao nữa. Tôi có cảm giác thấy gương mặt nào cũng thân thương, cũng quen biết với chúng tôi từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Nhưng có điều hỏi biết tên gì thì không biết thôi. Nhưng mà các vị biết tên tôi không? Mô Phật, xin chân thành cảm ơn. Hôm nay nhân ngày Vu Lan tháng hội, chúng tôi đến với các vị với một cái đề tài là nối lại thâm tình. Nối lại thâm tình có nghĩa là hàn gắn lại một cái tình thiêng liêng thâm sâu nào đó. Như vậy trên cuộc đời này tình nào gọi là tình thâm sâu nhất? Hả? Tình mẫu tử, phụ tử bỏ qua bên. Xin lỗi các vị, tình mẫu tử hay là tình phụ tử là tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời này. Và trên cuộc đời này không có một cái tình cảm nào có thể thay thế được tình cảm này. Nhưng vì sao chúng tôi nói là nối lại thâm tình? Bởi vì thời gian qua chúng tôi nghe quá nhiều những người Phật tử đến than vang là con cái, những người thân tức là tự ý bỏ đi, hoặc là quên thâm tình, hoặc là dạy không nghe, hoặc là như thế này như thế khác, hoặc là xem nhẹ tình cảm thân bằng quyến thuộc nơi đó là cha là mẹ. Vì vậy chúng tôi mới suy nghĩ lên một cái đề tài là nối lại thâm tình. Và Vu Lan là cơ hội duy nhất. Trong tình cảm này rất là thiêng liêng và sâu sắc các vị. Trong một bài hát tôi có nhớ mấy câu như thế này: lên núi nhớ ơn cha, xuống sông thương tình mẹ, ôi non cao vời vợi, ôi thủy rộng mênh mông. Tất cả những cái tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất trên cuộc đời được sánh ví như là non cao núi thái, như là mặt biển, mặt hồ. Tức là những cái rộng, cái cao như vậy mới có đủ sức để chuyển tải, để sánh ví với những thâm tình mà chúng ta có được trên cuộc đời này. Xin thưa các vị, Vu Lan là cơ hội duy nhất để chúng ta có cơ hội để hàn gắn, để nối lại cái tình thâm này. Nếu trong những tháng ngày trước chúng ta có những gì sai lầm, hay là chúng ta có tạm quên đi một cái ơn nghĩa sâu sắc như thế này, thì Vu Lan là dịp để chúng ta làm mới lại, để chúng ta nối kết lại, để chúng ta có thể thay đổi tất cả những gì mà chúng ta có lỗi với cha, với mẹ mình, để chúng ta sống trong một sự hạnh phúc an hòa. Xin thưa các vị, Vu Lan mặc dầu khởi thủy được xuất phát từ Phật giáo, nhưng mà theo tôi thiết nghĩ, giá trị và ý nghĩa của Vu Lan nó không còn gói ghém ở trong cái người con Phật nữa, mà nó sao? Nó đã bàn bạc hết tất cả mọi nơi. Và ngày này tôi nghĩ không riêng gì Phật giáo,
mà là ngày chung của tất cả mọi con người chúng ta. Ai được sinh ra từ một nguyên tắc chung của cha và mẹ thì ngày này đều có ý nghĩa cả. Có bài thơ là mỗi độ thu sang lá rụng vàng, ấy ngày báo hiếu lễ Vu Lan, bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ, thổn thức tàn canh suối lệ tràn. Tức là nếu bất cứ một ai nghĩ về mẹ, và tôi xin thưa nhất là những người xa quê hương, những người xa quê hương không có cơ hội để về thăm mẹ, để dâng mẹ một món quà, hay là để nhìn lên mặt mẹ, hay là để nhìn ngắm lại hình bóng của cha. Chúng ta ở xa, chúng ta cảm thấy nhớ nhung nhiều lắm. Nếu các vị nào ở ngoài đất nước Việt Nam, hoặc ở một nơi nào rất xa với ngôi nhà chúng ta, thường thường chúng ta hay nói cái câu gì? Đi xa quê hương thì sao? Hình như cái câu này thì ít nghe nói, mà nó là đi xa nhớ nhà quá. Nhưng mà các vị biết cái câu nhớ nhà đó, có phải là cái nghĩa là nhớ cái nhà của mình, cái cột ở đâu, cái dách ở đâu, cái nắp thế nào, cái gì, có phải vậy không? Thật sự với các vị, khi nói đến chữ nhớ nhà, nó không có mang nghĩa là nhớ từng cái cột, từng cái dách, từng cửa sổ, từng lu gạo, từng cái này cái kia. Nếu trong ngôi nhà đó không có một hình bóng của cha, không có hình bóng của mẹ, không có một tình thâm nào từ lúc chôn nhau cắt rốn, từ sinh ra mới lớn lên nơi đó, thì cái ý nghĩa của ngôi nhà không có giá trị. Giá trị nhớ nhà là cái nhà đó nó chứa ai ở trong đó đó, có phải không? Như vậy mỗi lần nhớ nhà, chúng tôi thiết nghĩ là chúng ta nhớ cái đó đó. Chứ thật sự nói nhớ nhà thì không phải là nhớ như những gì chúng tôi đã nêu với các vị. Và tất cả chúng ta thấy rằng ơn cha nghĩa mẹ là sâu thẳm nhất, nhưng mà chúng ta dễ quên nhất trên cuộc đời này. Chúng ta đi ra đường, người ta cho chúng ta miếng nước, chúng ta nói là sao? Hả? Cảm ơn. Nếu ở phương Tây nói là sao? Thank you. Còn nếu người qua thì sao? Xe xe. Tôi nói cứng ngắc, mấy người qua đỉnh cười. Xin thưa với các vị, tất cả những người khi chúng ta đi ra đường, mình ta cho mình miếng nước, mình cảm ơn. Người ta cho mình quá gian xe, mình cảm ơn. Người ta chỉ đường cho mình bất cứ một nơi nào mà mình không biết đường đi á, mình cũng cảm ơn. Nhưng mà xưa với các vị, không có một cái ơn nào mà lớn bằng ơn cha ơn mẹ, lớn đến độ mà chúng ta không bao giờ thấy. Vì vậy cho nên ít khi nào chúng ta nghĩ đến ơn cha ơn mẹ là tại sao? Không phải chúng ta quên, nhưng mà vì chúng ta gần gũi quá. Chính sự gần gũi quá cho nên chúng ta không có hình dung được cái điều đó. Nhưng sự thực nó là một điều vô cùng quan trọng. Để chúng tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện gọi là thấy cái thâm ân của cha mẹ nó cao lớn như thế nào. Câu chuyện này tôi được đọc trong một bộ gọi là Hư Hư Lục của cô Thủy. Nói ngày xưa đó, khi cái vị này chết xuống Diêm Vương, cái vị mà ở trong đây đó, có một cái người mà cho vay nợ. Khi cái người vay nợ này á, chết trước mới xuống với Diêm Vương, rồi cái người này á, là người chủ nợ, là người này chết sau mới đi xuống với Diêm Vương và mới thấy là cái người kia, thì ông mới thọt ngực cái người mà thiếu nợ mình mà đã chết xuống á, ông mới dẫn đến trước cái vị mà phán quan. Ông mới nói đó, nó quỵt con ha, nó mượn nợ của con đã rồi nó chết trước, cho xuống đây nó trốn. Bây giờ hôm nay con mới tình cờ gặp nó, con dẫn lại trước phán quan để xử giùm cho con là nó phải trả con tất cả những nợ nần mà nó đã thiếu khi nó còn ở dương gian. Thì lúc đó phán quan cũng mời hai người lại bắt đầu mới xử. Thì hỏi là trước khi người này chết thiếu nợ mày bao nhiêu, thiếu nợ bao nhiêu, nhiêu kê khai hết toàn bộ. Thì phán quan sau khi tính xong rồi thì phán quan mới nói rằng thôi được rồi, ta sẽ cho nó trở về dương gian á, 10 kiếp nó làm trâu để nó trả nợ cho ngươi, dứt cái số nợ này. Thì khi lúc đó cái thằng này nó không được, phán quan xử vậy là ép con lắm, nó làm trâu con phải chăng á. Hồi đó con cho nó mượn á là không có gì hết, tự nhiên tiền ở trong con rồi con đem ra con cho nó mượn, nó xách về nó xài, nó làm cái gì con không biết, nhưng nó quá dễ dàng, bây giờ cho làm trâu 10 kiếp con phải chăng nó, 10 kiếp chết con à. Cái phán quan mới như vậy thôi, bây giờ như thế này,
ta sẽ cho nó đầu sanh trở lại, nó làm một người đầy tớ, nó hầu hạ gia đình nhà ngươi 10 kiếp như vậy, ngươi có chịu không? Thì ông này nghĩ hồi nó không được, Phán Quan ơi, bây giờ trên dương gian nó có cái luật là làm phải trả tiền, nó bệnh mình phải lo, lỡ nó chết bất tử là cảnh sát tới nhà, phiền lắm, không đơn giản như vậy đâu, trả như vậy là cũng tội nghiệp con lắm. Nói cái này cũng không được, cái kia cũng không được, nói nhiều quá cũng không được. Cuối cùng Phán Quan mới suy nghĩ một hồi, như vậy ngươi muốn yêu cầu á, nó phải trả bằng cách nào cho ngươi, ngươi mới ưng ý. Thì lúc đó cái người chủ nợ này nó ngồi suy nghĩ, mới nói là bây giờ con có như thế này, hồi đó con cho nó mượn á, thì 100% dễ, thầy bây giờ nó cũng phải trả lại con đòi 100% dễ. Là như vậy, con muốn ăn á, là có ăn, con muốn mặc á, có mặc, mà lỡ bất đắc dĩ con đi đại tiện tiểu tiện trên người nó cũng không được gầy chửi con. Rồi con đòi gì được nấy, con bệnh là nó phải lo thuốc lo men, đêm hôm mà con không ngủ được thì nó cũng phải không ngủ được theo con, nó phải hầu như vậy, xuyên suốt như vậy con mới chịu đựng được. Thì tất cả 100% dễ, cái gì nó cũng đòi như vậy, đòi chừng nào hết nợ thôi. Thì Phán Quan ngồi suy nghĩ một hồi mới nói, như vậy ta có cách rồi. Thì người này mừng quá, vậy cách gì vậy Phán Quan? Thì Phán Quan mới nói, chỉ có cái cách này duy nhất là ta chỉ cho nó làm cha hoặc là mẹ của mi, nó mới trả hết tiền cho mi được. Các vị thấy, sau cái câu chuyện đó, chúng ta mới có suy nghĩ như thế nào? Như vậy, ai trên cuộc đời này mà chúng ta có thể đòi gì được nấy? Chỉ có con chúng ta mới đòi gì được nấy thôi, phải không? Các vị có thương ai bên ngoài 9 xe 10 vàng là nựng chơi một chút, cho cái bánh bò, cho cái đồ chơi, cho cái cục kẹo, chứ nhưng mà vồi vĩnh cái này cái khác hoặc làm mệt mỏi mình là không bao giờ đâu. Hoặc là ẩm chơi một chút thôi mà lỡ bắt đắc dĩ á, nó có tiểu giả gì trên người mình nó là phiền lắm rồi đó. Nhưng mà chỉ có một người duy nhất mà mình không phiền mà đòi cái gì cũng được là ai? Con của mình thôi. Và vì vậy cho nên thấy rằng chỉ có người cha và chỉ có người mẹ mới giải quyết tất cả những yêu cầu của mình, để trả tất cả những số nợ mà mình muốn đòi. Như vậy, diễm phúc nhất trên cuộc đời này chúng ta là còn cha còn mẹ. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, hiểu được điều đó thì người có đạo đức, có lương tri, và tôi nghĩ, thiết nghĩ rằng trong cuộc đời này ai cũng hiểu. Tôi có đọc qua một cái tác phẩm, tôi nghĩ tác phẩm này ai cũng đã từng đọc, đó là tác phẩm Truyện Kiều. Các vị biết biến cố nào để đẩy Kiều vào bán mình chuột cha? Đó là chữ hiếu, đúng không? Cho nên bốn cái câu thơ mà nói về cái đoạn này là như vậy: ơn dưỡng dục, đức cù lao, bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn? Nhớ ơn chính chữ cù lao, đại khái là ơn dưỡng dục, đức cù lao, bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn? Nhớ lời thể hải minh sơn, làm con phải đáp đền ơn sanh thành. Các cái câu đó đại khái là nói lên cái câu đền ơn sanh thành như vậy. Và ở trong đó chúng ta mới thấy rằng động cơ để đưa Thúy Kiều đến cái chỗ bán mình chuột cha, đó là nghĩ đến chữ hiếu. Bởi vì lúc đó tình cảm của Thúy Kiều và Kim Trọng, lúc đó hai người đang yêu nhau. Và như vậy bây giờ nếu mà Thúy Kiều bán mình, coi như là cuộc đời này nàng đã chấp nhận phụ tình rồi. Vì vậy sự phân dân này cuối cùng đưa đến là Thúy Kiều phải chấp nhận bỏ tình riêng mà để cứu lấy gia đình, trong đó là cha là mẹ của mình. Đó là một cái hành động mà tất cả mọi người đều tán thán và khen ngợi cái hành động của Thúy Kiều. Như vậy thì cũng hiểu được, công phân được bên tình, bên hiếu, bên nào nặng, cho nên Thúy Kiều mới làm điều đó. Chúng tôi cũng nghe được một câu chuyện để gọi là bên nào nặng, tôi thấy nó cũng vừa lý thú vui vui, mà tôi muốn chia sẻ với các vị thấy một cái chuyện này, các vị đánh giá như thế nào về nặng nhẹ. Các vị ở đây có đồng tình là bên tình, bên hiếu, bên nào nặng? Ai nói bên hiếu nặng đưa tay lên đây. Rồi vậy ai nói bên tình nặng đưa tay lên coi. Thật sự các vị, tại vì cái chữ tình này là nó chữ tình chung, cho nên là chúng ta tạm thời chưa phân biệt được. Bây giờ nói cho rõ ràng hơn,
Bên hiếu là chỉ cho tình cảm đối với dành cho cha mẹ, bên tình là tình cảm dành cho nam nữ vợ chồng. Nói cho rõ để em thôi, cái nào nghe em tình tình không biết tình nào dơ bậy bạ. Xin thưa các vị, ở trong đây tất cả chúng ta đều đồng tình là bên hiếu bên tình thì bên hiếu nặng. Thì cái chuyện nó là như vậy. Có một cậu thanh niên nọ, cậu đi chơi và cậu chở người thân, tức là người yêu của mình, thì đi qua một cái dốc rất là cao. Và lúc nào đến nơi đó, tự thân của cậu trai này cũng là chở người yêu của mình đi lên cái dốc một cách te te như vậy, không có cái gì gọi là bận lòng. Thì hôm đó đó, cậu này không có đi với người yêu, mà bữa đó đi với cha với mẹ. Thì cũng chở tới dốc đó, cái cậu bỏ dưới, cái cậu tự đi lên và cậu để cho cha mẹ tự đi lên. Sau khi lên xong, hai ông bà hào hển hết trơn, mới nói này con, sao mà con chở người yêu con đi á, thì tới đây á, con hì hục con chở lên một hơi một là tới ở trên nơi mình đến. Tại sao ba mẹ như vậy á, lại con á, bỏ xuống ở dưới dốc ở dưới á, cho đi lên mệt muốn chết vậy con? Thì lúc thằng con mới tỉnh quẹo nói, dạ thưa ba má, theo ba má nghĩ bên tình bên hiếu bên nào nặng ba má? Thì lúc đó ông già ông nói, dĩ nhiên là bên hiếu nặng rồi con. Ba má ơi, nặng đến đổi mà con không cách nào con chở ba má lên cái dốc này được hết á. Các vị thấy cái này thuộc về dạng gậy ông đập lưng ông. Xin thưa các vị, nói này mấy cô mà còn trẻ trẻ phải được không? Xin thưa các vị, đó là một câu chuyện nói chung là để đặt cho một cái niềm vui thôi. Thực tế thì không như vậy các vị. Ân nặng của tình cảm mẹ cha nó không có mang về cái ký lô của cái số lượng này. Bởi vì á, người ta có nói đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẫu từ. Nếu mà tình cảm của cha mẹ mà chúng ta cân lượng được á, như cái ký lô mà nặng như anh đó đó, thì tình cảm của cha mẹ cũng giới hạn lắm. Mà vì tình cảm của cha mẹ là tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời này, thành ra không có bất cứ một cái gì có thể chúng ta cân lường và thay thế được. Chúng ta có bao giờ chúng ta hình dung lại cái tình cảm, cái sự nuôi dưỡng của mẹ cha dành cho chúng ta là bao nhiêu không? Có những lúc nào chúng ta suy nghĩ lại không? Thành ra theo chúng tôi thiết nghĩ, tất cả những tình cảm mà mẹ cha mà người ta dùng bút mực để diễn tả, tôi nói thật trên suốt cuộc đời này không bao giờ chúng ta lấy một bút mực nào diễn tả được hết cái tình cảm này. Nếu mà chúng ta là người quên á, tức là không suy nghĩ tới á, thì không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng tôi ngồi trầm mình suy nghĩ á, thì chúng ta sẽ thấy vấn đề này nó lớn lao. Mà chỉ có một người có đạo đức, có lương tâm, có lòng thương yêu cha mẹ là chúng ta thấy được điều này rất rõ. Nhưng mà trong xã hội hiện nay, nó có một điều trớ trêu như thế này các vị. Xã hội phát triển nhiều mặt, cái gì cũng phát triển đến đỉnh cao. Những nhu cầu, những thú tiêu khiển, mọi thứ phương tiện của chúng ta, từ xe cộ, vi tính, tinh học, internet, tất cả mọi thứ khác đều đầy đủ. Và vì vậy cho nên cái việc học hành con cái và đi chơi đi bời, mọi thứ cũng dễ dãi và đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà ngược lại, người làm cha làm mẹ là những điều kiện tốt quá đó, người làm cha làm mẹ rất là lo lắng về sự ra đi của các con mình, đi học, đi chơi hay đi bất cứ cái gì cũng lo lắng nữa. Từng chiếc điện thoại bây giờ cũng rất là nguy hiểm với giới trẻ nữa. Như vậy thì người làm cha làm mẹ lúc nào cũng có cái cảm giác vậy nè, thấy con mình trước mặt nó yên tâm. Thấy con mình trước mặt nó yên tâm, ví dụ lên nhà thấy nó đọc sách, hay là dầu nó ngồi nó chơi game, hay là nó coi truyền hình, không biết nó làm cái gì, nhưng mà đi lên đi xuống, đi vô đi ra, đi làm về, miễn thấy con là mừng trong lòng, rất là yên tâm. Nhất là những con còn vị thành niên hoặc là vừa tuổi thành niên. Nhưng mà cái người đứa con á thì không có nghĩ vậy. Lúc nào thấy mặt mẹ mặt cha là cảm thấy dường như á, nó có một cái gì ràng buộc, giống như một kỳ đà nó cản mũi âm thầm vậy đó. Có phải vậy không? Tôi thấy rất rõ điều này.
Cho nên đó, đứa con trai hay đứa con gái trong tuổi vị thành niên và trưởng thành trong thời đại này, nó có một cái suy nghĩ là nó muốn tách rời cha mẹ sớm, tức là nó muốn lánh đi, nó muốn làm cái gì đó để nó được tự do, nó được thoải mái, nó tránh đi những cái tầm nhìn, tầm quan sát của cha, của mẹ nó. Còn cha mẹ thì như thế này, sợ con hư, sợ bị người gạt, sợ bị người dụ khỉ, sợ hư chuyện này, sợ thiếu sót chuyện kia. Mà tâm khảm thì muốn lúc nào cũng nhìn thấy, gần xa gì không biết, thấy được cái lưng của nó, thấy được mái tóc của nó, thấy được màu áo của nó, dầu là trên giường hay là dưới đất, hay là trong phòng hay là ngoài sân vân vân, hay là trên sân thể thao gì, cũng dòm dòm ngóng ngóng coi thằng A, con B gì đó, coi nó ở đâu, nó màu áo nào. Như vậy dưới tầm quan sát lúc nào người mẹ người cha cũng thấy, là thấy mới yên lòng. Còn con cái thì trái lại, làm sao mà tránh được cái tầm nhìn này đây, cái tầm quan sát còn hơn là cảnh sát nữa. Như vậy thì nó cứ léo lét, nó tìm cách lánh đi khỏi cái tầm nhìn này hoài. Vì vậy cho nên khuynh hướng hiện tại, người con gái lớn lên thì có cái ý hướng cũng là tách rời sự kiểm soát của mẹ. Và người con trai lớn lên cũng từ tìm cách làm sao cũng tránh khỏi cái sự quan sát của cha. Và nói chung cha và mẹ, nếu những người con biết nghe lời thuận thảo thì điều gì cũng tốt. Nhưng mà nếu người con có ý muốn tiêu khiển, muốn chơi bời hay muốn tự do một chút, thì luôn luôn lúc nào cũng tìm cách là để con đi học, để cái gì đó, để này, để tránh đi bớt rất nhiều sự nhìn ngó của cha mẹ. Nhưng mà các vị có hiểu không, khi các vị vắng khỏi tầm nhìn của cha mẹ, các vị có bao giờ các vị biết rằng những người ở nhà lo lắng tới chừng nào không? Chúng ta đâu có biết. Nhiều khi chúng ta đi chơi như vậy mà tới khuya bất đắc dĩ chúng ta không điện về một cú điện thoại cho cha cho mẹ, chúng ta sẽ cảm thấy điều đó thổn thức như thế nào. Nhưng mà chúng ta là người tâm lý á, chúng ta là người đi bên ngoài, chúng ta yên tâm lắm, chúng ta cảm thấy bình thường, chúng ta cảm thấy điều đó là chúng ta đi với bạn bè nó thoải mái nữa. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng trong cuộc đời chúng ta là tuổi vị thành niên, chúng ta là tuổi mới trưởng thành, chúng ta không có được một cái kinh nghiệm trong mối tương giao bạn bè và mọi thứ khác. Cha mẹ sở dĩ lo cho chúng ta là những người đã từng kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc, cho nên từng dạy con chọn bạn mà chơi. Nhưng mà cái con của mình nó phần lớn á, nó thích chọn những cái thằng bạn hay là những cái đứa bạn á thích chơi hơn là những đứa bạn mà siêng năng hiếu thảo. Bởi vì những cái đứa mà siêng năng làm, siêng năng học, hiếu thảo á, thì nó không có đi chơi, nó rất ít đi chơi. Mà nếu chúng ta thích chơi á, thì lại chọn những cái đứa bạn mà nó như vậy đó. Cho nên cha mẹ đó thì muốn con chơi với bạn mà bạn hiền, bạn ngoan, bạn hiếu thảo, bạn ham học. Còn trái lại á, nó đó, nó muốn thoải mái, cho nên nó lựa những cái thằng bạn nào á mà thích đi chơi như nó, thích bắn đạn keo, thích thuật pizza, thích karaoke, thích cái chạy xe phóng này kia tùm lum tà la đó. Mấy cái đó đó mày chịu chơi à, mày ngon lắm à, mày tại anh chị tao à. Như vậy á, mình tôn thờ, mình tôn xưng những cái người mà như vậy đó các vị. Vì vậy cho nên trong một cái thời đại này, tôi biết nếu các vị làm con, các vị phải hiểu được tâm lý của cha mẹ một chút xíu, để chúng ta tránh đi những cái quả báo, những cái tội mà chúng ta làm khổ cha khổ mẹ, có thể vô tình mà có thể cố ý. Những tội vô tình thì chúng ta có thể thông cảm và tha thứ được, nhưng những tội cố ý là những người cố tình hay là nói những lời nặng nhẹ để được đi ra khỏi gia đình, là điều này các vị nên suy nghĩ và để ý làm. Ơn cha và nghĩa mẹ cao lớn lắm các vị. Người ta có nói như thế này: ơn cha lành cao như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu tợ bể khơi, dầu cho dân trọn cuộc đời cũng không trả hết ơn người sanh ta. Trong cuộc đời này chúng ta nên trả những cái thâm tình của cha của mẹ, còn cảm thấy không hết nữa huống là chúng ta vô tình. Nhưng mà tại vì các vị vô tình nó có nhiều lý do. Có những lý do là các vị chưa hiểu được cái bổn phận làm con, và chưa hiểu được cái giá trị hay là cái ơn thâm của cha mẹ. Vì chúng ta chưa lập gia đình, chúng ta chưa làm cha làm mẹ, cho nên chúng ta tưởng tượng mọi thứ nó đơn giản lắm. Cho nên khi chúng ta đến chùa, chúng ta tụng kinh Vu Lan, chúng ta nghe kinh Phật, chúng ta nghe nhiều lời dạy về đạo đức, chúng ta thấy nó có một cái cảm giác mơ mơ hồ hồ nào đó. Nhiều khi khuyên con à, nên hiếu thảo đi, thương mẹ thương cha đi,
các vị thấy cái đó một lời khuyến khích mà đôi khi các vị không có cảm giác, không biết thương làm sao, cái gì là thương. Và tôi thì bổn phận sống ở nhà gần gũi thì cũng thấy vậy thôi, nhưng mà để gọi là sâu sắc thì phải làm sao nó. Cho nên vừa rồi xin thưa các vị, có một cái cô Phật tử ở Cần Thơ, không phải Phật tử, cô chưa là quy y, cô mới dẫn một đứa con trai 19 tuổi về gặp tôi cách nay 2 ngày. Thì đứa con trai của cô á, là nó đi chơi, mỗi một lần đi chơi như vậy á là 3-4 ngày. Cổ mỗi một lần cổ đi như vậy, cổ nói con à, đi 5-7 tiếng đồng hồ đi chơi với bạn vân vân trên thế này thế khác, một chút rồi về thôi nha con. Thì nhưng mà đứa con nó hứa như vậy, nhưng mà mỗi lần nó đi một cái là 3-4 ngày như vậy. Cổ nói nhà mà vắng nó mà hoặc là điện thoại mà nó tắt máy, cổ muốn chết lên chết xuống đi chăng. Cổ biết nó đụng xe nó có chết không, hay là nó đi chơi bạn bè có vụ khỉ nó không, không biết nó có rơi vào ma túy hay không, mà cổ nói trời ơi làm sao mà không liên lạc được với nó. Mặc dù mấy ngày giận nó rất là giận, nhưng mà điện thoại được cho nó ở đâu đó mà nghe tiếng con mình trả lời trên điện thoại đó là mừng rơi nước mắt. Nhưng mà nó đi chơi là nó đi chơi, nó nói má ơi chiều nay con về, nhưng rồi cuối cùng chiều không về, hỏi con ở đâu, nó ở đó 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 đó, nhưng mà rồi cuối cùng không về. Cổ nói là cổ khổ không biết bao nhiêu từ khi mà nó trưởng thành tới bây giờ. Nhưng mà nó khi về nhà rồi á, nó có một điều nguy hiểm nữa, nó không có thuận với cha nó. Bởi vì mẹ có thể chấp nhận móc túi tiền cho con đi chơi, nhưng mà cha thì thường rầy và đe dọa nó chuyện này. Cho nên nó với cha nó trở thành như hai kẻ thù vậy đó. Nó trách cha nó giận cha nó, và cha nó cũng rất là buồn, rất thương con. Nhưng mà người cha thì thường thường tánh hay cọc hơn người mẹ, cho nên nói những lời không có được, mà nghe nó mềm mại, không có được yêu chiều như người mẹ. Vì vậy nó xem cha nó như một người ác độc. Nó về gặp cha nó là có một cái sự ác cảm, và nó nghĩ không có về nó ở trong một cái nhà nó thấy cha nó được. Nhiều khi cha nó làm rất là cực khổ, nhưng mà nó nhìn như vậy, nó nhìn là nhìn thôi, chứ nó không bao giờ nó có cảm giác là đợi để phụ cha thế này thế khác. Mà nói ra là gây, nói ra hai cha con gây như hai kẻ thù. Mà cổ nói là tình trạng này nếu kéo dài cổ cũng chết, cha nó chắc cũng bệnh mòn mỏi chết, và gia đình sẽ đổ vỡ đi. Cổ nói suốt cuộc đời cổ làm ăn vất vả, cổ có được chút vốn liếng để cho con ăn học nên người, nhưng mà cuối cùng nó học, nó thi đại học rớt rồi một cái, nó đi chơi không biết đường về nhà, sống cho nó từng chiếc điện thoại, mất chiếc điện thoại này hoặc nó bán hay gì không cần biết, mua nó chiếc điện thoại đắt tiền hơn mà không mua là không được. Như vậy các vị thấy rằng nó nghĩ cha mẹ giống như một nơi để cung cấp cho nó có sự sống, để được đi chơi, để được này được kia, mà nó không bao giờ nó nghĩ là nơi đó người cha người mẹ suy nghĩ gì về nó. Thì vừa rồi hai cha con có một cuộc gây lộn rất là dữ dằn, và cuối cùng nó dường như nó đập muốn banh đồ ở trong nhà hết đi. Nó đập một cách rất là sân si như vậy, và người cha cũng thể hiện sự mà thô bạo với nó, bởi vì quá tức giận đi. Cho nên cuối cùng nó đập xong đồ nó bỏ nó đi. Cổ nói cổ khóc không biết bao nhiêu mà nói, cổ rất là buồn. Buồn quá cho nên đi mấy cái nhà người bạn chơi, thì nhà người bạn mới cho những cái bài giảng của thầy. Khi cho rồi cổ về cổ xem, ở trong đó cổ xem những cái đĩa nỗi lòng người cha, thiên thần của con và những cái bài giảng khác. Cho nên cổ mới có một tia hy vọng rằng, cổ nói nếu mà dẫn đứa con này qua thì gặp thầy thì có thể chia sẻ để cho nó ngoan lại, để cho nó bớt đi cái này kia kia nọ một chút. Thì khi lúc đó đó cổ mới nghĩ vậy, cho nên cô mới điện thoại kêu con cổ về. Nó không chịu về các vị, đâu có dễ. Nhưng mà cổ nói hết lời nói thế này thế khác, cuối cùng cổ dắt được nó xuống gặp thầy. Thì nhìn bé 19 tuổi cũng khôi ngô, cũng là phải thế con người, nhưng mà học hành thì nó không đạt, cho nên thi đại học rớt. Và nó bây giờ nó có nguyện vọng là nó nói để nó thi trung học, để nó tìm nó có một cái nghề. Thì lúc đó đó, khi mà xuống hai mẹ con đồng ngồi đối diện trước tôi, thì tôi mới hỏi các vị đi đâu như thế nào. Thì bà mẹ chưa nói là đã khóc rồi. Và lúc đó bà mẹ nói ra những lời toàn là kết tội không, cũng như là tội từ A tới Z. Thì tôi nghe xong hết rồi tôi mới hỏi là đứa con trai á, tôi hỏi là con nghĩ sao về những điều mẹ nói. Thì lúc đó nó mới nói mẹ con kể cũng có những cái đúng, mà có những cái sai, có những cái mẹ con không hiểu được con. Nó kể thế này thế khác, kể đủ hết. Thật sự có những cái tôi không đồng tình,
có những cái tôi cũng đồng tình. Thì tôi mới nói với hai người như thế này: cô và gia đình nên hiểu, tuổi trẻ hôm nay nó khác với 30 năm về trước. Cô cũng phải có suy nghĩ một chút. Thật sự cô không thể gìn giữ con như là ngày xưa nó còn con nít mà lúc nào cũng quay quần bên cô được. Cũng phải cho nó đi chơi, cũng phải cho nó tiếp xúc, cũng phải cho nó biết cái này cái khác. Nhưng quá chăng là mình dặn dò thế này thế khác, để con đi bao lâu và phải có cái niềm tin về sự ra đi và thời gian của các con. Chúng ta phải dạy nó từ ban đầu như vậy, chẳng phải nó hoàn hoàn ở bên mình như vậy. Nó nói với tôi như thế này, nó nói: thầy, con năm nay 19 tuổi rồi thầy, đâu còn nhỏ nữa. Mà bây giờ con thấy lúc nào cũng phải giữ con ở nhà, con ra đi một chút là không được, là nói nặng, nói nhẹ, nói này, nói kia. Và cuối cùng tôi hỏi hết, và tôi nói là: bây giờ giữa con và cha con như thế nào? Thì nó nói là: con rất là hận cha con không có tha thứ được. Ông nói con những lời rất là thô bỉ, rất là cọc cằn. Ông nói có cảm giác như con không phải là con. Như vậy làm sao con có thể gần gũi và sống ở trong một gia đình như vậy được? Không thể chấp nhận được. Thì tôi mới chia sẻ thế này. Tôi hỏi là: con có thương mẹ không? Nó nói thương. Nhưng mà hỏi con có thương cha không? Thì nó nín thinh, nó cũng không nói thương mà không nói không. Nhưng mà tôi mới nói như thế này: nếu mẹ con đau khổ con có chịu nổi không? Thì nó lắc đầu. Và nếu thật sự nếu cha con đau khổ con có chịu nổi không? Nó cũng lắc đầu. Như vậy tự thâm tâm của nó cũng có tình cảm, nhưng mà nó giận thôi, nó giận cái điều đó. Thì tôi mới nói như thế này: việc này thầy đồng tình với con là vì không thể con lớn rồi lúc nào cũng giữ con ở bên người. Không thể người cha người mẹ vì thương con mà giữ điều đó. Thật ra điều này thầy nói có thể sớm hơn một chút, nhưng mà nếu 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, con mới thấy rằng cha mẹ mình như vậy nó phải đúng ở trong đó. Nhưng mà bây giờ nói sớm quá con không có cảm nhận được. Thì bây giờ thầy nói như thế này: cha con có nhiều điều mà con không đồng tình. Một là ăn nói cọc cằn, thô lỗ. Hai là dạy con á, bằng cái cách là hơi hung bạo một chút. Nhưng thầy nghĩ như thế này: gia đình á, là tổ ấm của mình. Cha con không biết, còn con biết. Nếu mà cha con không biết, con cũng không biết, thì gia đình con sẽ tan vỡ. Cha con khổ và mẹ con cũng khổ. Như vậy, con thấy một lời cọc cằn của cha rất có thể do cha thiếu kiềm chế, thiếu nghiêm túc, thiếu thận trọng trong lời nói với con. Thầy đồng tình, điều đó hoàn toàn cha con sai. Thầy không nói cha con đúng, nhưng mà cha con sai còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu con sai như cha con làm lại với cha thì con vi phạm đạo đức. Như vậy ở đây thầy nói như thế này: nếu con thương mẹ, thương cha, thương một gia đình, thì con nghĩ cha mẹ con có khổ hay là rơi vào hoàn cảnh đau khổ, thì con nghĩ con dám hy sinh cho cha cho mẹ không? Thì nó nói là đối với cha mẹ, nếu vấn đề nó rơi vào hoàn cảnh khổ, con sẵn sàng con hy sinh cho cha cho mẹ. Thầy nói nếu con chấp nhận hy sinh cho cha cho mẹ rơi vào hoàn cảnh khổ, thì bây giờ con thấy rằng cha con nói với con như vậy, con cảm thấy như con hãy hy sinh cho hạnh phúc gia đình đi. Con chấp nhận một câu cha con nói nặng, hay là con chấp nhận một câu cha con nói không được êm ái, thì con cứ nghĩ như thế này: con đang trả ơn và con đang hy sinh để vì hạnh phúc, vì sự im ấm của gia đình đi. Con hãy suy nghĩ như vậy đi. Bây giờ con dám hy sinh cho cha cho mẹ được, mà một lời nói khó nghe con không có nhường nhịn được, thì cái việc kia nó không thực tế lắm. Như vậy thì ở đây thầy muốn nói như thế này: con có muốn mai này gia đình con đang tan vỡ không? Con muốn mẹ con phải bệnh, hay là muốn cha con phải khổ, và muốn gia đình ly tán, và công ăn việc làm mọi thứ nó đều suy sụp hết không? Nếu vì một chút giận hờn của con và cha con leo thang với cái cách này, thì thầy tin chắc rằng gia đình con không lâu sẽ tiêu tan sự nghiệp mà mẹ con đã dành dựng cho con hôm nay và mai sau. Như vậy thì bây giờ thầy chỉ dạy con một phương pháp như thế này: phải có từ tâm dữ lắm, phải có lòng cởi mở dữ lắm, phải có yêu thương dữ lắm, thì hãy về nghĩ đến cha mẹ mà suy nghĩ thế này: mỗi lần cha mình nói ra những lời khó nghe như vậy, thì con hãy suy nghĩ một cái điều là tha thứ cho cha, vì hy sinh cho cha, vì hạnh phúc của gia đình, con hãy làm im lặng như vậy. Rồi một ngày nào đó đẹp trời,
trong một cái bữa ăn, cha mẹ và mọi người thân đang ngồi, con hãy lặp lại: cha à, mẹ à, hôm hổm nói con như vậy là nó không đúng, nói con những lời đó là nó chưa thích hợp, vân 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 vân. Thì lúc đó tôi nói hết cho nó nghe, và tôi hỏi nó một điều: nếu tất cả những điều này mà con vì hạnh phúc tương lai lâu dài của gia đình, con có thể con về con làm ăn như bao nhiêu người khác, và con có thể tha thứ được tất cả những gì khi cha con nói khó nghe với con không? Thì nó nói con có thể làm được. Và ngày hôm đó cả mẹ và nó xin quy y. Thì tôi tin tưởng rằng sự hứa hẹn của nó, sự làm việc của nó, tôi nghĩ bởi vì tôi chỉ mong một điều là cha không hiểu được mình, thì quan trọng nhất mình là con trai, mình cũng phải hiểu được cha mẹ. Vì vậy tôi khi nói như vậy, cuối cùng nó nghe và nó nói rằng thật ra con sẽ gắng cố gắng làm điều này để cứu lấy lời gia đình. Bởi vì mẹ nó hổm rày là từ khi gia đình đau khổ về đứa con thì cổ không mai giá bất cứ một cái gì được, không tiếp xúc với khách hàng được bất cứ gì hết. Cho nên các vị thấy cái nỗi khổ tâm của người cha, của người mẹ hôm nay nó khác với khổ tâm ngày xưa. Ngày hôm nay là thời kỳ kinh tế thị trường, làm ăn mọi thứ chỉ cần sa sút một giờ, chỉ cần sa sút một ngày, mọi việc nó nguy hiểm đến công ăn việc làm. Ngày trước đất nước chúng ta là đất nước nông nghiệp, chúng ta đi gieo mạ một cái là 3 tháng sau chúng ta mới thu hoạch, hoặc 4 tháng sau chúng ta mới thu hoạch. Khi gieo mạ rồi chúng ta có thể bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng, rồi đến ngày mùa chúng ta có thể đi gặt được. Nhưng mà hôm nay chỉ cần một ngày sa sút, một giờ sa sút hay là một tuần sa sút, tất cả mọi thứ trong gia đình nó sẽ đổi thay hoàn toàn, chứ không giống như thời mà nông nghiệp phát triển ngày xưa của chúng ta nữa. Các vị có đồng ý chỗ này? Điều đó là rất là quan trọng trong cái sự suy tư của mình. Thành ra ở đây các vị nhớ cứu lấy gia đình trong từng phút từng giây, và con cái chúng ta cũng vậy. Người cha người mẹ rất sợ ở chỗ là lơi lỏng một phút con mình có thể bị người ta khuyến dụ, rơi động một phút con mình có thể bị người ta mê hoặc, là nào là hút, là chích, nào là tệ nạn xã hội, nào là cái này cái khác, nào là bao nhiêu việc chơi bời khác. Vì vậy trong thời đại hôm nay, mỗi một người con cần phải ý thức chỗ này. Các vị hoàn thiện cho bản thân của các vị bổn phận làm con, là một con ngoan trò giỏi, và hạn chế việc đi chơi, nhất là đi chơi kết bạn với những cái bạn xấu, hay là bạn không siêng học, bạn không ngoan ngoãn, là tôi nghĩ các vị đang báo hiếu rồi đó. Các vị đang làm cho sự an tâm của cha, của mẹ, tất cả mọi người thân của chúng ta. Vì vậy trong xã hội này tôi nghĩ mỗi một người suy nghĩ một chút như vậy thì mọi việc nó được tốt đẹp hơn các vị. Nhưng mà vì hôm nay các vị có nhiều suy nghĩ, các vị học hiểu biết nhiều quá, cho nên các vị lý luận với cha với mẹ nhiều điều mà hơi quá đáng một chút. Các đứa con hôm nay nó có một cái lý luận đặc biệt hơn nhiều. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi học đạo, hiểu đạo, nhìn lại những cái điều đó, chúng ta hiếu thảo để làm an lòng cha mẹ, để cha mẹ lo cho hạnh phúc của chúng ta vì tương lai. Các người làm con nên nhớ một điều: một lời nói nặng của cha mẹ, một sự kìm kẹp nào đó, các vị nên hiểu đó là vì thương hơn là vì ghét. Nếu các vị mai này làm cha làm mẹ, các vị mới hiểu được chỗ này. Còn khi các vị làm con, các vị chưa hiểu là tôi như thế mà sao nói vậy. Các vị dường như có những lúc các vị hơi ấm một chút. Nhưng mà xin thưa các vị, tất cả mọi thứ đó đều là sai lầm cả. Và sai lầm đó chính tôi ngày xưa cũng như vậy. Tôi ngày xưa khi tôi còn bé, tôi cũng đi chơi, tôi cũng nói chung là không chơi gì nhiều. Nó không phải là một cái thời đại tốt mà được nhiều đồ chơi cao cấp như bây giờ. Tôi đi chơi lục bình, tôi lượm đất, tôi chọi nhau dưới sông, tôi bắn đạn, tôi chơi vân vân, mấy cái thứ đơn giản như vậy. Nhưng rồi mỗi một lần tới bữa ăn cơm, mẹ tôi lại đi kiếm tôi nơi những nơi mà thường xuyên tôi tụ tập như vậy, kêu tôi về. Và các vị biết là vì sợ mẹ mà về, chứ trong lòng rất là luyến tiếc. Đi về mà bỏ cái chuyện chơi đó nó tiếc lắm, nhưng mà sợ bị đòn, mà sợ lại kia kia nọ, kêu về nhà. Nhưng mà lúc mẹ dắt về nhà đó, trong lòng tôi ước mơ sao các vị biết không? Tôi nói ước gì bây giờ, mẹ đi đâu cho thiệt xa, đi đâu cho rồi chơi cho nó đã. Tôi có suy nghĩ vậy đó. Mọi sự quan tâm của mẹ lúc đó đối với tôi không quan trọng. Tôi mong rằng mẹ ơi, mẹ đừng có chắc con về, mẹ đi làm ăn, mẹ buôn bán, mẹ đi, chứ không có giá mẹ chết nha.
Tôi không có suy nghĩ vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng đừng kêu tôi về như vậy. Còn mẹ thì chỉ sợ rằng con đi chơi rồi cơm nguội canh lạnh vân vân, cho nên kêu con về ăn đúng giờ đúng bữa. Còn mình thì mình lại nghĩ như vậy. Và lúc nào khi mà mình đang chơi mà mình thấy người thân tới, mình có một cái ác cảm các vị. Trong lòng ác cảm, mình bực bội trong lòng, không dám nói ra, nhưng mà rất là bực. Và vì vậy cho nên á, khi mà lớn lên rồi mình đã tự chăm sóc cho mình. Và những lúc đi xa, mình nhớ nhà. Và mình rất nhớ những lúc mẹ mình đi tìm mình ở những nơi mình đã từng chơi, để dẫn mình về nhà ăn cùng bữa và dắt mình đi về trên con đường như vậy. Và bây giờ mình ước mơ làm sao mà có những lúc tới giờ ăn mẹ cũng đi dắt mình về như vậy. Nhưng mà không còn nữa các vị. Bây giờ các vị lớn rồi, mẹ cũng già rồi, ai làm điều đó cho chúng ta? Ngày xưa các vị biết hồi nhỏ đó, ở quê mà, cho nên bản thân nhiều khi á, chơi nghịch cát đồ tay chứ nó đóng tách tè hết trơn à. Mà các vị ngày xưa hay gọi mấy đứa nhỏ đóng là gọi là gì? Đóng hồn á. Cái từ đó không biết làm sao mà thật ra đóng đất mà không biết cái từ gì mà biến là thành chữ mà mình mấy mày hồn không? Có phải vậy không? Tôi ngày xưa tôi ở dơ dữ lắm. Và vì vậy cho nên các vị biết là 5-7 ngày là mẹ không có cho tôi đi tắm một mình đó. Tại vì mình tắm xong mà đó, mình xuống dưới mình chọi lộ mình này kia cái nọ. Các vị có biết là ở dưới sông mà các vị tắm lâu, các vị lên mà các vị thấy cái gì không? Các vị có bao giờ tắm ở đây chưa? Ngày xưa tôi đi tắm không lúc nào mà không có cái đó. Tôi mọc râu trước khi có tuổi. Xin thưa cảm ơn các vị. Hồi lúc đó tôi đi tắm là lúc nào lên cũng vậy. Mà bữa nào lên đó, mẹ coi mẹ nhìn cái mặt của mày kìa đó, là tôi biết là tôi đã đóng râu nguyên cái mặt của tôi rồi. Thì đó, dài hơn là mẹ đem tôi đến chà sát tôi. Mà các vị biết nhà ngày xưa thì nó cũng đơn giản lắm. Xà bông thì không phải là xà bông tốt như bây giờ, hay là xà bông Light Boy, hay là xà bông gì đó, dép gì này kia đó ha. Xà bông là toàn là xà bông bột thôi. Rồi lấy xà bông bột, các vị biết không phải là bàn chải nha, là sơ dừa. Nói giờ các vị có tưởng tượng ra không? Chắc mấy đứa nhất là trẻ trẻ bây giờ sống thời đại cao cấp không tưởng tượng được chuyện đó. Sơ dừa mới nhúng với xà bông đó đó. Bắt đầu các vị ơi, chà tôi các vị, nó đau các vị ơi, không thể tưởng tượng được đó. Trời ơi, lúc đó tôi trông mẹ tôi đó, thôi chà giết cho rồi đi đó. Tôi trông mẹ đừng bao giờ làm chuyện đó, chạy cho tôi đóng 8 lớp đất cũng được, nó tôi chịu hết có nổi rồi. Mà các vị biết là không thể buông ra được, mà đau như vậy. Nhưng mà các vị biết khi các vị lớn rồi, các vị mới nhớ lại từng kỷ niệm đó, nó quan trọng vô cùng. Cho nên tôi mới nhớ một cái đoạn của Hồ Thi Ca. Ông có viết trong một cái đoạn mà tôi nhớ thế này: hôm nay có đủ tất cả, chỉ thiếu thời thơ ấu. Hôm nay đã mất tất cả, chỉ tiếc thời thơ ấu. Tức là những